Cảo thơm lần dở tay người, hương thơm từ những sạn người là sen. Xưa nay, hoa sen luôn được người đời ví như là một trong những loài hoa đẹp, thanh cao, tinh khiết và cát tường. Đời sen không chỉ đẹp, thanh tịnh và cao thượng như trong giáo lý tín ngưỡng Phật Pháp, mà còn là biểu tượng đậm tính triết lý nhân sinh, có thể đem so sánh với đời người trong cuộc sống này. Tuy nhiên, khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết của sen và lấy sen làm biểu tượng đặc trưng, hay lấy sen làm đề tài cho các loại hình văn học nghệ thuật, hoặc tôn vinh hay đưa sen vào cuộc sống đời thường, thì ai cũng có thể làm được hết. Nhưng để thấu hiểu một cách sâu sắc về hoa sen, biết thể hiện sức sống mãnh liệt của loài sen trong bồn này để kể chuyện về đời sen và hồn sen, thì không phải người nào cũng làm được. Ấy vậy mà vẫn có một người đã làm được điều đó bằng tất cả niềm đam mê nghệ thuật, bằng tấm lòng yêu mến trân trọng hoa sen, luôn có cái tâm hướng thiện khi ông triết lý về loài sen và kể chuyện về sen bằng những tác phẩm ảnh nghệ thuật độc đáo của mình. Đó chính là nhiếp ảnh gia Trần Bích, người kể chuyện đời sen. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bước chân của người đàn ông này không còn mấy nhanh nhẹn nữa. Nhưng bù lại, ông có một bầu nhiệt quyết, một nghị lực vượt khó, một niềm đam mê mãnh liệt không hề mệt mỏi, cũng như sức sáng tạo nghệ thuật không ngừng nghỉ, đã thực sự làm rất nhiều người phải nể phục niềm đam mê ấy. Nhiếp ảnh gia Trần Bích sinh năm 1946. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo ở thôn Hội Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ký ức tuổi thơ của cậu bé Trần Văn Bích ở làng quê mình ngày xưa đẹp. Đất và người nơi cậu được sinh ra hiền hòa nhưng cũng rất nghèo khó. Bản thân Trần Bích không được học hành đến nơi đến chốn, và cuộc sống là những chuỗi ngày bà con đàn xóm hay cưu mang đần bật. Nhỏ lớn lên trong gia đình nghèo, rất nghèo luôn, phải nói là rất nghèo, ăn không đủ ăn, nỗi bà con lối xóm tới mùa lúa bà già đi mốt lúa thì lối xóm ở ruộng, bà con ở xung quanh người ta cho từng hộp lúa luôn. Lúc nhỏ đi học mà mùa hè là phải đi cuốc đất, đi làm rẫy, đi phụ mấy người bà con để kiếm từng đồng để ra hè mua sách, mua vở, mua áo quần mặc. Quá khứ tuổi thơ và thời gian rồi cũng qua đi. Sau ngày miền Nam giải phóng, ông rời làng quê vào Sài Gòn sinh sống, lập nghiệp với biết bao thăng trầm lẫn thất bại. Cuối cùng thì bằng nghị lực, sự cần cù chăm chỉ và sự năng động sáng tạo trong kinh doanh, với cái tâm ở đời và chữ tín trên thương trường, đã giúp ông từng bước tạo dựng cơ ngơi thành công. Và công ty Oshkan của ông là công ty đi tiên phong chuyên hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn. Thời kỳ đất nước mở cửa, trở thành một doanh nghiệp khá lớn, ăn nên làm ra ở đất Sài Gòn. Lúc đi làm cũng vậy, kinh doanh cũng vậy. Mình không có học vấn là bao nhiêu, nhưng mà khi kinh doanh thì mình có nhiều sáng kiến rất hay. Cái câu châm ngôn của tôi mà lúc kinh doanh là uy tín, chất lượng và ai cũng hài lòng hết, mặc dù rất khó, rất khắt khe, nhưng mà với cái bản thân tôi cũng rất khắt khe. Có nhiều cái mà mình cũng không nghĩ là mình đã làm được. Mình làm ăn, nó thành công thì bạn bè rất nể. Khi cuộc sống đã ổn định, sự nghiệp đã thành danh và con cháu đã trưởng thành, bất ngờ doanh nhân Trần Văn Bích bỗng rẽ sang một hướng đi mới gần như hoàn toàn xa lạ với công việc kinh doanh trước đây. Đó là chơi ảnh nghệ thuật. Đã có không ít người thân, bạn bè nói rằng ông quá mạo hiểm hoặc chơi ngông chăng. Nhưng có lẽ hơn ai hết, bản thân ông biết rõ mục tiêu dấn thân của mình là như thế nào. Cho dù ban đầu chỉ là thú chơi tao nhã,
lang thang chụp ảnh chỉ để giải khuây, giảm stress. Nhưng rồi dần dần trong ông hình thành một ý tưởng mới mà ông cho rằng nó rất thiêng liêng khi ông trải nghiệm bằng một chủ đề duy nhất, đó là chụp hình sen. Và nhảy qua cái lĩnh vực chụp hình coi như cái thú vui của mình sau những ngày làm việc cực nhọc cho giải stress. Nhưng mà sau đó mình cũng thành công. Thành ra mình đến với sen cũng là một cái rất tình cờ, mà hình như đó là cái duyên. Đến với nhiếp ảnh, Trần Bích không phải là một nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, cũng không hề có một bằng cấp hay giải thưởng nào để gọi là khẳng định mình với giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Ông cũng không hề tham dự các cuộc thi ảnh để tranh đua so tài với bất cứ ai, mà ông cứ thế âm thầm, lặng lẽ ngày này qua ngày khác đi khắp nơi trong cả nước, kể cả ra nước ngoài, chỉ để chụp hình nuôi nấng niềm cảm hứng duy nhất, đề tài sen và sen. Thì tôi thấy là cái con sen nó giống như con người, nó có sinh lão bệnh tử. Lúc cái sen, búp sen nó lên thì nó lên chút xíu vậy, rồi sau đó cái như mà mười mấy tuổi thì như cái búp sen nó hơi nở xíu, rồi nó như tuổi xuân thì vậy. Rồi từ từ cái bông sen nó nở lớn ra, những cánh nó bung xòe ra giống như mình ở tuổi 40, 50, và sau đó cái những cái cánh sen từ từ nó rớt xuống là giống như tuổi tôi bây giờ 70 nè, cái bông sen nó rụng hết, sau đó hết là giống như là 80, 90, rồi sau đó như hột sen nó rụng xuống nước và nó mọc cái cây sen khác lên và nó nở hoa. Nó có dòng luân hồi giống như con người, có sinh lão bệnh tử. Chụp ảnh á, thì phải làm sao thể hiện được những cái sinh lão bệnh tử của sen. Ta nhìn vô ta thấy nó có hồn. Năm 2009, bất ngờ ông tổ chức triển lãm bộ sưu tập ảnh với chủ đề Đời Sen tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc triển lãm đã tạo tiếng vang lớn, nhất là trong giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ thuật lẫn nghệ thuật của những tác phẩm ảnh Đời Sen của Trần Bích. Sau đó, ông lại tiếp tục tổ chức triển lãm ảnh Đời Sen ở rất nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Gia Lai, Ninh Bình, Cà Mau, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, v.v. Trong tất cả các cuộc triển lãm, những tác phẩm sen của ông rất được công chúng khắp nơi thưởng lãm yêu thích, ngưỡng mộ về ý nghĩa, chủ đề, nội dung, tính triết lý nhân sinh. Những thông điệp cuộc sống trong các tác phẩm sen đã có sức lan tỏa lớn với tất cả mọi người. Trần Bích coi những cái bức sen mà có thể nói là độc đáo. Đấy lại là một cái con người có cái đam mê rất khác người. Anh ấy có thể đi từ sáng đến trưa, anh lặn lội ở dưới đó, anh quan sát, anh tìm tòi, anh phát hiện ra những cái góc rất là độc. Đấy. Và cái ánh sáng trong sen của Trần Bích cũng có những cái rất là độc đáo. Nhìn xem ảnh của Trần Bích có thể nhận thấy rằng là cái triết lý về sen của Trần Bích rất là riêng. Đối với anh Trần Bích, tôi cũng học hỏi rất nhiều. Tức là thực sự mình nói mình đam mê chứ không thể nào mà như anh Trần Bích đã làm. Trong những cuộc trải nghiệm, những nơi mà thậm chí là nguy hiểm mà để mà có một cái tấm ảnh đẹp hay là một cái tác phẩm mà để đời á, mà qua những bức ảnh của bác thì bác đã thổi hồn, tôi nghĩ là hơn ai hết. Thì những cái bức ảnh của bác gọi là Đời Sen thì không qua chút nào. Thấy ông chuyên chụp hình về đề tài sen, rồi lặn lội dặm trường đi tìm kiếm sen khắp cả nước, thậm chí bay ra nước ngoài để chụp sen, người ta hay nói nhiếp ảnh gia Trần Bích mê sen đến quên ăn mất ngủ. Và ông không phủ nhận điều đó, thậm chí cái sự mê sen ấy đã được ông cảm nhận một cách tự nhiên từ trái tim, từ sự khát khao cháy bỏng như một duyên nợ, một thứ tình yêu sâu nặng, đầy đam mê, cuốn hút Trần Bích cứ đi mãi để tìm kiếm hoa sen. Càng chụp càng khát khao cháy bỏng, mà vẫn không thể nào thỏa mãn hết sự đam mê cái đẹp của loài hoa sen. Chụp hình đẹp không có khó, nhưng cái khó nhất là các bạn có chịu khó hay không thôi.
bị xuống hồ sen là ngoài có bị gai cắt, ngoài bị đĩa cắn, ngoài bị sâu bọ trên lá sen nó rớt xuống đầu, rồi nóng nực, rồi nói chung là rất ngứa. Nếu mà ai mà mới xuống hồ sen này ban đầu nó ngứa dữ lắm, coi như ngứa tới mười mấy ngày sau nó mới hết ngứa. Trong tác phẩm tôi là chăm chút từng ly từng tí, coi như từng góc cạnh, từng đường nét, và mình phải hiểu, phải nghiên cứu sâu về sen, mình mới hiểu được những cái chi tiết, những cái đặc tính của sen để mình cho lên những bức hình đẹp. Hồi xưa mà ông mới bắt đầu tập chụp á thì xài bằng phim, rồi về rồi rửa rồi tráng, phí lắm. Tôi cằn nhằn, tôi thường lấy cái câu tôi nói là muốn sạc nghiệp nhanh thì chơi chứng khoán, mà sạc nghiệp từ từ chơi nhiếp ảnh, tốn quá. Nhưng mà rồi sau dạo này là chụp kỹ thuật số gì đó, không có tốn phim nữa thì thôi. Đó, thì ổng đi thì kinh tế gia đình nói nào ngay là nhờ công ty nên cũng ổn. Thực vậy, để có một bức ảnh sen hoàn hảo, một tác phẩm sen nghệ thuật thì càng không dễ dàng chút nào. Trần Bích cầm máy chưa lâu, ông bán duyên với nhiếp ảnh cũng muộn, lại xuất thân từ một doanh nhân thì việc thể hiện một bức ảnh sen nghệ thuật quả thật là điều đáng khâm phục. Chính vì thế, những kết quả đạt được đã cho thấy ngoài năng khiếu còn có một nghị lực phi thường, sự kiên nhẫn, sự cần cù, chịu khó học hỏi, chịu khó lặn lội và chấp nhận dấn thân đi tới cùng sự đam mê của mình. Tôi thường thường tôi ví đời sen như đời người, bởi vì sen nó có cái dòng luân hồi giống như con người, nó có sinh, có lão, có bệnh, có tử. Sinh làm sao, lão làm sao, bệnh làm sao, tử làm sao. Biết cái đó, mình thấy cái sen ở ngoài mình mới hình dung được, à cái đây là giống như cái hình muốn diễn đạt cái sự sinh, cái hình này diễn đạt cái sự hạnh phúc, sự hỷ nộ ái ố, thì mình biết hiểu như vậy để rồi mình chụp xong rồi mình đặt tên cái tác phẩm của mình. Nhiều người mà khi mà xem những cái ảnh của tôi có những cái tên kèm theo thì họ rất xúc động khi thấy cái những bức hình sen mà nó diễn tả lên cái tình thương yêu của cha mẹ, cái sự vươn lên vượt khó của những em bé mà bị chất độc màu da cam, mà họ sau khi xem và nghe tôi giải thích thì họ rất xúc động. Thì tôi thấy rõ ràng là sen nó có cái ẩn dụ một cái triết lý rất sâu sắc của như con người. Hành trình 10 năm dấn thân vào con đường nhiếp ảnh nghệ thuật và chuyên chụp hình về sen, bước chân dặm trường của nhiếp ảnh gia Trần Bích cũng in dấu khắp nơi trên xứ sở đất sen hồng Đồng Tháp. Và ông thấu hiểu đất và người nơi đây thuộc nằm lòng mọi ngõ ngách Đồng Tháp người. Ông chụp nhiều đến mức biết rõ những đặc tính của loài hoa sen nơi khắc nghiệt phèn chua, khô hạn, hay vào mùa len trâu, đồng nước nổi, lũ về. Đồng Tháp ngoài sen nó cũng có những cái mà rất hấp dẫn mà tôi rất thích về Đồng Tháp. Sen Đồng Tháp cũng có một sức sống rất mãnh liệt. Nói chung là Đồng Tháp thì có 10 nước lũ. Thì hải lũ lên thì tôi thấy sen nó cũng từ nó lớn lên. Xuống đây tôi thấy có một đồng sen bao la bát ngát. Và sen đang ở mùa nở rộ. Và sau bên cạnh cái đầm, cái ruộng sen đó thì có những cái ụ rôm vắt đẹp. Ụ rôm rất đẹp luôn. Bên cạnh những cái cánh đồng sen, bên cạnh những cái bông sen phất phơ trong gió trông rất đẹp, lãng mạn, trữ tình. Vì Đồng Tháp là có cái tên riêng là Đồng Tháp đất sen hồng, thành ra nói về sen là tôi nghĩ ngay Đồng Tháp. Sen Đồng Tháp thì nó những có cái nét lung linh, chẳng hạn như cái cánh nó rất mỏng mà gió thổi là nó bay như là con người đang phiêu lãng ở một nơi nào đó, thấy nó phiêu bồng, nó thấy nó đẹp, thấy nó hạnh phúc. Thành nó tạo cái nét mềm mại của bông sen, thành nhìn sen Đồng Tháp nó ẻo lả như hiền hòa giống như người Đồng Tháp. Mà sen cũng đất nước Việt Nam tươi đẹp, hầu như nơi nào cũng có sen hiện diện. Tuy nhiên, cây sen, hoa sen và đời sen luôn có một biểu tượng của vùng đất vốn có nhiều huyền thoại với nét văn hóa đặc trưng về lịch sử lẫn ý nghĩa triết lý nhân sinh. Người ta nói là người sống ở trong cái cuộc sống này có nhiều khi nó gọi là một sự gặp nhau, nó là một cái cơ duyên. Tôi biết nhiếp ảnh gia Trần Bích là cái đây rất là nhiều năm, một người đam mê, một người nếu mà nói về hồn sen thì thật sự một người đầy hồn sen, có thể nhìn sen ở nhiều góc độ,
mà không phải là nhìn những cái cánh sen hay lá sen, mà nó ẩn chứa trong cái góc nhìn, nó phản ảnh những cái triết lý nhân sinh, tình phụ tử, tình mẹ con, người già, thế hệ trước, thế hệ sau. Chúng ta không nhìn ra được những cái triết lý nhân sinh. Tôi không nói về cái nghệ thuật, về bố cục ảnh, mà tôi nói là đằng sau có đó những cái đẹp về mặt tự nhiên, mà cái đẹp về mặt tâm hồn, và ẩn trong đó là những cái triết lý trong cuộc sống rất nhiều. Và tôi cảm phục cái sự đam mê, cái chiều sâu hay là cái hồn của một người nhiếp ảnh gia, và đặc biệt nó lại trùng với một cái mà cái biểu tượng của tỉnh Đồng Tháp mà chúng ta là cũng là thuần khiết như hồn sen. Hai cái đó nó tạo thành một cái cơ duyên. Khi về vùng đất sen hồng, nhiếp ảnh gia Trần Bích còn tạo dấu ấn hình ảnh hoa sen gắn kết hài hòa với những nét đặc trưng bản địa của một nơi được mệnh danh là giữa lúa của đồng bằng sông Cửu Long. Vì thế mà cuộc triển lãm Đời Sen lần thứ 12 tại Đồng Tháp, ông đã nâng số lượng tác phẩm trưng bày đến 100 bức ảnh mà ông tâm đắc nhất. Có một tác phẩm để một dấu ấn nhiều nhất là tác phẩm sen trong lúa, lúa trong sen ở Đồng Tháp 10. Có những hoa sen nó nở, nó mọc ở trong lúa, và tôi đã chụp bắt được cái khoảnh khắc đó, và cái bức ảnh sen trong lúa đó rất đẹp mà nhiều người thích. Trong những lần triển lãm thì tôi có triển lãm cái bức đó và rất nhiều người mua. Ý nghĩa hai bức ảnh đó là sen trong lúa, lúa trong sen, có nghĩa là chứng tỏ là ở Đồng Tháp là cũng nông nghiệp, là lúa cũng là mạnh, nhưng mà sen cũng là mạnh, nhưng mà hai cái đó nó sống chung với nhau, thì chứng tỏ là Đồng Tháp có hai cái nguồn lợi rất lớn cho dân Đồng Tháp là lúa với sen, mà hai cái đó mọc chung, tất nhiên là có một cái sự gắn kết nào đó mà tự nhiên, nhưng mà mình thấy cũng đẹp, cũng thiêng liêng. Mình là người Đồng Tháp chưa hiểu hết về sen, nhưng mà qua cuộc triển lãm thì tôi cũng chiêm nghiệm được sen mà thể hiện qua nhiếp ảnh. Có lẽ cuộc sống của nhiếp ảnh gia Trần Bích vốn trải nghiệm với quá nhiều gian truân lẫn thăng trầm, nhưng không phải vì thế mà ông đánh mất chữ tâm đạo ở đời. Trong đời sống, ông lấy nhân cách làm sự gương mẫu, trong kinh doanh thì lấy uy tín làm trọng, còn trong nghệ thuật ông thiên về cảm xúc. Một thứ cảm xúc đầy tư tưởng triết lý nhân sinh và cái tâm hướng đạo. Với cái nghĩa cử mà triển lãm rồi bán những cái bức tranh sen ở hai lần ở Đồng Tháp, rồi sau đó để dành toàn bộ cái tiền thu được cho quỹ học bổng Nguyễn Thị Sát, phản ảnh hồn của con người, mà con người ở đây là của nhiếp ảnh gia Trần Bích. Tôi nghĩ rằng với cái đam mê, với cái khát vọng, nó tạo ra được một cái dấu ấn, và nó là tiếp tục làm lan tỏa cái hồn sen ở trong nước cũng như ngoài nước, đặc biệt là đối với Đồng Tháp. Tại sao là chúng ta không kết hợp một cái hành trình 10 năm của nhiếp ảnh gia Trần Bích để lại cho cuộc đời này ở ngay cái mảnh đất sen hồng này, cái cơ duyên nó sẽ được lặp lại, được khẳng định hơn, kết nối với nhau giữa nhiếp ảnh gia Trần Bích, một người đầy hồn sen, với Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen ở một sự kiện đó. Đồng Tháp sẽ rất là vui và rất là vinh dự nếu được tổ chức cái sự kiện mà 10 năm này. Chúng ta thông qua sự kiện đó để người Đồng Tháp yêu sen nhiều hơn, cảm nhận được cái đẹp của sen nhiều hơn, cảm nhận được cái hồn của sen nhiều hơn, và mỗi người sẽ trở thành một cái hồn sen. Thật ra không chỉ riêng ở Đồng Tháp, mà từ trước đến nay, qua 20 lần tổ chức triển lãm, tất cả số tiền bán đấu giá từ các tác phẩm Đời Sen ở các nơi khác cũng vậy, ông cũng đều trân trọng đem ủng hộ hết vào các quỹ khuyến học và các quỹ xã hội từ thiện khác. Điều đó làm ông rất vui, tâm hồn thanh thản, nhẹ tên một chữ đời. Hành trình sáng tác đi tìm cái đẹp của sen của nhiếp ảnh gia Trần Bích giờ đây đã được rất nhiều người ủng hộ, động viên và ngưỡng mộ. Chưa hết, nhiếp ảnh gia Trần Bích còn nhận được 6 kỷ lục Việt Nam và một kỷ lục quốc tế, người có những kỷ lục về hoa sen nhiều nhất của Đông Dương phong tặng. Mười năm qua, không những như một tín đồ cuồng nhiệt bởi niềm đam mê mãnh liệt với hoa sen, mà hình như trong tâm hồn của ông đã ngộ ra nhiều điều lắm. Ông đã và đang thấm nhuần tư tưởng thiện tâm trong Phật giáo
và truyền thống nhân ái của dân tộc. Để rồi tư tưởng thương người như thể thương thân đã trở thành định hướng cho con đường sáng tác của ông. Với ông, khát vọng vươn lên bất kể dặm trường gian khó, bất kể gánh nặng sức khỏe tuổi già, dù có thế nào cũng được, miễn sao đó là những việc làm có ích, có ý nghĩa cho mọi người, cho đời thì ông cứ làm mà thôi. Có lẽ quan điểm sáng tác luôn thấm nhuần tư tưởng và giáo lý Phật giáo, nên phần lớn các tác phẩm về đời sen luôn ẩn chứa nhiều triết lý sống đối nhân xử thế. Tuy nhìn cảm thấy bình thường, nhưng lại rất vô thường. Hoa sen mọc dưới nước, rễ cắm sâu trong bùn lầy, còn hoa thì nở trên mặt nước. Điều đó đã tạo nên một hình ảnh sinh động, một bức tranh điển hình rất đời thường của cuộc sống con người và vũ trụ. Rễ sen ăn sâu dưới bùn, chắt lọc những tinh túy của đất trời, và nước là để nuôi lá và bông hoa. Tiếp theo nữa là gương sen. Phải chăng là biểu trưng cho sức sống mãnh liệt của cây sen và đời sen? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ nền tảng giáo dục của gia đình, từ cái tâm hướng đạo, nên hàng năm vào dịp gần Tết hay những chuyến về thăm quê, giúp ảnh gia Trần Bích thường ghé lại thăm, chia sẻ, tặng quà cho những bà con ân nhân trong làng đã từng cưu mang giúp ông trong những lúc đói khổ năm xưa. Đây chính là nghĩa cử tri ân và báo ân của một tấm lòng thấm đẫm tình người, uống nước nhớ nguồn. Xem ra, từ một người chơi ảnh nghiệp dư, nhưng bằng một niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, một sự lao động sáng tạo nghiêm túc với bao kỳ công, ông đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với 6 kỷ lục, 20 lần tổ chức triển lãm và rất nhiều bằng khen danh giá, là thứ tài sản quý hơn vàng mà ông đã chắc chiêu 10 năm qua. Tuy nhiên, có lẽ niềm hạnh phúc lớn lao của ông vẫn là tình yêu thủy chung son sắc với hoa sen. Điều mà ông tự nhủ mình sẽ còn quyết tâm đeo đuổi đề tài hoa sen đến cuối cuộc đời này. Tôi nghĩ là nghệ thuật thì không có tuổi. Đối với một người có một cái tâm hồn nghệ sĩ, người có một cái lòng đam mê sâu sắc, thì tôi cho cái đó là đúng và rất đúng với lại Trần Bích. Bởi vì là nếu mà nhìn cái bước đi của Trần Bích thì không ai nghĩ Trần Bích có những cái bước sen như thế. Và nhìn thấy Trần Bích chụp ảnh thì hết hồn với lại những cái cách mà Trần Bích thể hiện do đam mê, do cái sức hút của sen và cái toàn tâm đối với sen. Thì Trần Bích đã vượt lên tất cả và cho đời những cái bức ảnh rất đẹp về sen. 10 năm lặn lội dặm trường khắp cả nước, kể cả bay ra nước ngoài như Mỹ, Canada, Ấn Độ, Úc, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đài Loan, vân vân, để sáng tác ảnh nghệ thuật về sen. Và những chuyến bay ấy, ông thường hay thi vị hóa hành trình dấn thân của mình bằng cách ví von rằng: tôi, kẻ lãng tử cùng sen diễn du. Phải chăng đó chính là cách mà giúp ảnh gia rất lạc quan với hành trình đi tìm cái đẹp của hoa sen? Chính vì thế mà kho tư liệu của ông đã lên đến vài chục ngàn bức ảnh. Trong đó, riêng bộ sưu tập tác phẩm hoàn chỉnh về hoa sen cũng như những bức ảnh đã từng được ông trưng bày triển lãm với công chúng yêu sen cứ tăng dần lên đến khoảng gần 2.000 tác phẩm về đời sen rồi còn gì. Một con số mà khó có một nghệ sĩ nhiếp ảnh nào theo kịp ông. Là một doanh nhân thành đạt nơi xứ lạ quê người, rồi trở thành một nhiếp ảnh gia, một nghệ sĩ trong lòng công chúng. Đó là chưa kể những thất bại, những thành công, kể cả những hào nhoáng của cuộc đời này, ông đều đã nếm trải bể dâu. Nhưng quê hương vẫn là thứ hồn cốt cứ lay động trong lòng nhiếp ảnh gia Trần Bích không bao giờ quên. Với ý niệm làm người phải đạo hiếu, uống nước nhớ nguồn. Ngẩn ngơ trước cảnh mênh mông,
hư hư thực thực thấy lòng an nhiên. Trời mây cảnh sắc êm liền, hồn như thoát tục về miền hư vô. Bằng niềm say mê nghệ thuật, bằng cái tâm sáng tác và nghĩa cử cao đẹp của tâm hồn, nhiếp ảnh gia Trần Bích cho rằng ông vẫn chưa bằng lòng với những gì mình đã đạt được, bởi nghệ thuật là một cái gì đó vô cùng, không có giới hạn. Và đời sen suy cho cùng có khác chi đời người. Đam mê hoa sen một cách say đắm nên nhiếp ảnh gia Trần Bích cứ mãi đi tìm cái đẹp. Càng đi thì ông càng khát khao, càng thấy mình yêu hoa sen nhiều hơn. Vậy là người nghệ sĩ tài hoa này vẫn thích đi, đi mãi, cố công tìm kiếm, không chỉ để tôn vinh những khoảnh khắc đẹp của một loài hoa, mà chính là muốn kể chuyện đời sen, bởi đó cũng chính là những câu chuyện rất đời trong bộn bề của cuộc sống này, để rồi hồn sen và đời sen trong ký ức của bao người mãi mãi lung linh huyền ảo trong cõi vô thường.